Focus Music để xem thêm nhiều video ca nhạc bông trời lá nha. Con theo làng con với nhau.
bạn Huyền Anh bị đứt một cái đuôi dai vậy nè. Cái bạn Huyền Anh đau lắm không á? Không sao đâu siêu nhân. Mẹ mình nói nha, bạn thằng Lằn có một cái đuôi dài ớ là dài vậy luôn nè. Nếu như mà đứt một cái đuôi thì sẽ mọc ra một cái đuôi luôn á. Siêu nhân hết giận chưa? Mình giận không giận. Ý, chào cánh cam, chào cá bồ. Hồi nãy siêu nhân giận á là mình không chơi nữa đâu nha. Bây giờ siêu nhân hết giận nha, hết giận nha. Đúng rồi đó, siêu nhân hết giận nha. Mình hết giận đó. Siêu nhân cười là siêu nhân hết giận rồi nè. Đúng rồi đó. Bây giờ tụi mình chơi một trò chơi đi. Chơi gì vậy? Trò chơi này là như sau nè. Các bạn sẽ ôm vào em mình. Rồi sau đó tụi mình sẽ đi. Rồi tụi mình sẽ đọc thằng Lằn đứt đuôi. Thằng Lằn đứt đuôi. Ái chà chà, ái chà chà. Và sau đó sẽ có một cái đuôi rụng xuống. Mình chưa có bị té. Ồ, bà ếch hộp là gì vậy cô?
Ủa cô, bạn ấp ồn lần phạt là bạn ấp biết kêu ồn ồn và biết nhảy đúng không thầy cô? Đúng rồi, cô giỏi quá. Cô giỏi quá hè. Con cũng muốn dạy bạn ấp ồn nữa. Con dạy nữa, con cũng dạy mà. Con cũng muốn, con cũng muốn. Được rồi, bạn nào cũng được dễ hết. Cô có đem theo đồ tập dễ cho các con nè. Ngồi xuống đây chúng ta cùng tập dễ bạn ếch nha. Rồi. Vẽ hai hình tròn giống nhau theo hàng ngang trên giấy nào. Sau đó, các bé thêm hai chấm tròn đen ở trong hai hình tròn. Và thêm một hình tam giác thật to chính giữa hai hình tròn nha. Và vẽ một đường ngang chính giữa hình tam giác nào. Thêm hai hình tam giác nhỏ nữa để làm chân và vẽ thêm hai tay cho bạn. Và bây giờ chúng ta tô màu nha. Tô thêm màu da cho bạn ếch nào. Ta da, hoàn thành rồi nè các bạn. Từ tập luyện thì dẹp cũng sẽ dễ đẹp lên thôi mà bố. Chỉ chú là chú.